Thưa quý vị, trong những năm qua, hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân đã được các cấp hội nông dân trong tỉnh Long An đạt nhiều kết quả tích cực, giúp nông dân có nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Trong năm nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đang thực hiện là gần 120 dự án dưới trên 30 tỷ đồng cho hơn 730 hộ dài. Trong đó, Trung ương phân bổ hơn 4,4 tỷ đồng, cấp tỉnh gần 14,4 tỷ đồng, cấp huyện gần 11,4 tỷ đồng tính đến nay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ cho gần 380 dự án với tổng dư nợ hơn 85,6 tỷ đồng góp phần giao chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong năm 2024 tăng cường cái việc chuyển nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương sang quỹ hỗ trợ nông dân để bổ sung cái nguồn vốn vay cho quỹ hỗ trợ nông dân. Thông qua việc triển khai các dự án giai giống đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên nông dân, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 của tỉnh ủy về chương trình phát triển nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.